Chào An và The Anh next, cô. the next question please. Ah, look at which room is this locked? Bedroom. Yes. I think after you have a bedroom. So now, write out this strategy about your bedroom. Okay. By this example, are there any pit pads in the middle of the room? Understand? Write this strategy about your bedroom. Em sẽ viết 6 câu về căn phòng của mình. Em làm việc cá nhân thì mỗi phòng ngủ khác nhau. Let's write. Bạn viết đi. Phòng em có cái giường, em mới viết 6 câu sao biết. Hai bạn này ngủ chung đi. Tôi sẽ nói các bạn đã cảm biết bạn là sẽ giải tỏa nha. Nên là ngồi làm đi, không ngồi chơi nha. Ôi, hai vợ chồng em có một cái giường mà sao biết được 6 câu con. Mới học sinh lớp 6 mà.